Hải Nguyễn nói ngày ơi, thấy mình thịnh trị còn nhiều không? Còn xa hay gần là do mỗi người có thành tâm hay không? Hấn, mình hấn càng nhiều, tức là mình nộp đơn càng nhiều, thì ở trên mấy vị làm cho lẹ. Còn nếu mình không nộp đơn, mình không biết sợ, mình không biết quay đầu, không có nghe, không có tin những gì chuyện nói, thì mấy vị cũng để cho mình đau khổ, và đến lúc mình khổ rồi đó, thì mấy vị mới cứu. Cũng giả sử giống như đạo Phật của vị Tăng Lắc Lư, nghĩa là các con phải phải cầu pháp, phải cầu Phật thì Phật mới nói chuyện với mình. Thì ở trên các cái vị cũng cũng là như vậy, mình phải xin ngài, mình phải biết đau khổ, mình phải biết sợ, thì lúc đó cha mới đưa tay cho mình đưa tay cha mới kéo lên. Còn bây giờ mình cứ nghĩ ngày mai sẽ hết rồi, ngày mai nghe sẽ thắng rồi, mình lợi này lợi kia, mình không còn tin tâm linh nữa, thì lúc đó đó cái sự đình trệ này nó kéo dài hoài, cũng giống như nước Tàu bây giờ, quý vị thấy không? Họ biết họ làm sai nhưng mà quay đầu lại không được, nghe cũng biết nghe làm sai cũng quay đầu không được. Sau này nhân loại, những người nào có phước hậu duyên đeo dấu hiệu này sẽ được về trời. Những dấu khác cũng có thể nghe, nhưng mà nó không có giống như mình có cái passport của Mỹ á, nó mạnh hơn passport của Thái Lan nghe không? Nó mạnh hơn, đi khắp thế giới được. Ráng mà nghiên cứu. Mình hôm nay mình sống rất là khoa học điện tử, nhưng mà thật sự mình sống rất là gần với chư thiên chư Phật, nói quý vị. Mình ở một cái thời nay chỉ có trời mới xuống cứu mình thôi, chứ ngoài ra mình nhìn thấy ai cứu mình? Bây giờ nước nào cũng có bom nguyên tử hết, ai cũng nóng bắn hết, ai cũng thủ hết, ai cũng thằng kim nhân ngủ bữa nào đó bụng á, thì ra nó bắn ba trái rồi nó bị chột bụng, nó bắn ba trái nữa, vợ bắn hoài á, nó cứ hù người ta hoài. Nga cũng vậy, đụng chút là hù. Bữa nay Trung Cộng á, hạ thủy thêm chiếc hàng không mẫu hạm nữa, quý vị thấy không? Loài người á, lúc nào cũng hiềm tích nhau, cũng ngu tính đổ tiền xây dựng những cái vũ khí, những tàu ngầm, những hỏa tiễn lợi hại văn minh để mà triệt hạ lẫn nhau. Tại sao mình sống ở chung một cái trái đất nó gần gũi như vậy nè, nó cũng giống như anh em chung một nhà, tại vì trái đất này là cha mẹ tạo ra, là mình là anh em nhà, thì tại sao mình không đã thông tư tưởng, mình tìm cách mình giải quyết, mà mình phải dùng bao nhiêu tiền, nội mở tiền vũ khí á, mà chỉ gần 1% thôi là cứu đói toàn thế giới, mà không chịu làm. Để đến khi mà Phật xuất hiện họ nấu họ mới quản hồn, thì đó là muộn hết trơn rồi. Trần Nguyên Thành nói ngày 3 tháng 6 Chu Kiệt ở Hà Nội, Thủ Đức ngập nước, có phải là Đại Ông Thiểm nước? Ồ, cái đó là Đại Ông Thiểm gì? Cái đó là chỉ là cho mình thấy là chuyện lạ, tại vì xưa giờ chưa có những cái chuyện ngập nước vô lục đó không. Còn Đại Ông Thủy là sập luôn cái đất, nguyên cái thành phố sập luôn á, mới gọi Đại Ông Thủy. Đó là để cho mình đi bắt cát trên đường lộ chơi mà. Tất cả mọi thứ hiện tại hiện năng tượng mà nhỏ hay lớn á, là mục đích là gì không? Đã chịu lên đây nói cũng vậy, mục đích là để cho mọi người chúng ta nè biết là cái thời đại của mình là thời tận thế, mình phải làm gì chứ không phải cứ lo như hồi những năm trước mà cứ ngô ngô tính toán hoài. Để cho mình ngồi thiền, đọc kinh, tu tâm, ngồi tịnh để mà qua cái cơn bị khổ ải này, chứ không phải mà để lũ lụt cái mình lo mình chống lụt, rồi cái qua lụt cái mình chống cái khác, mình cứ không có lên, mình cứ bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội ở trên đã răn đe mình, những cái lũ lụt, những cái đói, những cái thất nghiệp, những cái mà bệnh tật này nọ đều là răn đe để cho mình sợ, mình quay đầu với Thượng Đế. Trung Tấn Bà Rịa nói chiến tranh đến chưa anh? Ủa bộ anh không thấy mình vừa hèn tè tư hả? Anh này hỏi ngộ quá nghe. Ý anh muốn nói là chiến tranh Trung Quốc hả? Hiện giờ tôi thấy hình như
Trung Quốc với Nga mấy chục chiếc tàu chiến dàn chặn rồi đó, rồi sắp sửa có mấy chục nước trên thế giới đang tập trận. Anh nghĩ 30 năm nay nội là mấy mai tập trận qua lại, anh nghĩ không tốn tiền nữa, mỗi ngày anh biết nhiều tỷ. Cho nên nó đánh thiệt á, chỉ có một cái là chờ thời gian phải không. Mình nói giả sử nha, đánh thì hiện giờ mà đánh liền thì Trung Cộng với Nga thì hai bên thì trục chia trội với đồng minh, thì có thể đồng minh hơi xỉm nỉm. Mà đợi mỗi một ngày cái đầu con rắn của Nga mà nó yếu đi á, đến lúc mà Trung Cộng mà nội bộ nó bầu cử gì kế tiếp á, bắt buộc nó đánh, thì cho nên lúc đó một thằng là xìu, một thằng là bệnh tật, cả hai đều thua, có nghĩa là trục sẽ thua lẹ hơn. Còn hôm nay mà hai trục mà còn mạnh á, mà nổi lên một lượt á, thì đồng minh cũng hơi xỉn nỉm nhưng mà cũng sẽ thắng, ý kiến nói như vậy đó. Nghĩa là Trung Cộng nó còn hơi lưỡng lự, ý là làm mẹ nó cho rồi, còn không thì giảng hòa, trả Hoàng Sa Trường Sa lại Việt Nam, đổi thể chế là xong. Đâu ai muốn nước Trung Cộng bị gì đâu, nó chỉ làm có bao nhiêu chuyện đó thôi, trả lại cái biển cho ta, ai muốn qua lợi kệ ta, của người nào trả lại cái người đó, chuyện dễ ợt. Long Nguyễn nói trong cho bấm nút hạt nhân, trời ai còn ai mất cho xong, cứ sống như vậy khổ như nhân loại. Ô, anh nói kiểu gì không có đúng anh nha anh Long. Anh nói vậy á, mình anh chết thì không sao, anh chết thì anh cứ nhảy lầu quá không, anh không biết tu anh nhảy lầu chứ anh suối nó mắm. Ở đó nó sẽ có biết bao nhiêu triệu người, nhưng mà anh nhớ một thằng bấm được thì mấy thằng kia nó bấm được, thì cả cái thế giới là 7 tỷ người, không biết lúc đó còn lại chừng 7 người không nữa. Mình chắc 7 người cũng bị ghẻ nữa. Không có nên nói như vậy, bi quan quá. Sao anh không tu đi, lo ngồi thiền đọc kinh để cho nó qua thời gian. Trần Thị Hồng nói cái việc ơi, khi nào bùa chú thế gian bị thâu lại chú, khổ quá chú ơi. Khi nào nước Việt giàu có thịnh vượng thì người ta mới không dùng bùa ngải. Tất cả những sư thầy, những nghệ sĩ vô quỷ, Bồng Lai, Võ Hoàng Yên, bùa ngải, hội này hội kia, tất cả mọi thứ tùm lum hết, gọi là mỹ danh á, đều ghi lại một chữ tiền. Nếu mà ai cái đời sống bình thường giàu có đâu ai cần đi bỏ bùa ta làm gì không biết không. Mọi thứ là tiền hết. Thầy lên trên mạng ẵm đứa em bé giả bộ giống như hình người mẫu, cứ lên trên mạng mà mấy thầy đâu cần phải làm vậy. Thầy phải ẩn tu đồ là một cách gì? Tiền. Trên mỗi chú bị có một số người chú biết luôn, mấy thầy bản mà nổi tiếng nghe, cho mấy dư luận viên mười mấy ngàn người vô report, nghĩa là chú là người bình dân học lớp 4, chú đâu có học giỏi như mấy thầy đâu, mà mấy thầy còn sợ chú nói chuyện giỏi hơn mấy ổng. Đâu có, chú đâu nói chuyện giỏi, chú nói thật thì có, thật từ tâm, thật là sự thật. Nhưng mà tối ngày cứ muốn ăn hiếp chú hoài, chú biết hay không biết. Chú thì nói để cho mọi người có sự nhận xét, để cho mình biết là qua cái mùa chiến tranh lũ lụt Covid, mình không có bị gọi là stress là cái gì ta, tinh thần căng thẳng, và mình biết được mình sẽ có một cái tương lai cực kỳ sáng lạn. Còn nếu mà mình không biết mình có tương lai sáng lạn khi Phật Di Lặc xuất hiện là tương lai sáng lạn, nước Việt giàu có đúng không, thì hôm nay mình bị Covid thì biết bao nhiêu người tuổi trẻ mà nó hôm nay nó biết là giống như đi đường cụng nổi loạn thì sao. Nhờ chú nói cho nên Việt Nam á, mấy con gán tu tập không nổi loạn. Bọn nó ghen tức ở không có, tại vì thiếu người ủng hộ. Hồi xưa ví dụ mỗi tháng thu nhập được 300.000 đô của biết nhiều Phật tử thế giới, hôm nay có thằng kiệt dốt này lên nó chót cái nó mở ra tránh kiến, thu nhập xuống còn có 30.000 đô, mất tiền nhiều quá. Cho nên hơi giận kịp, kiểu đó làm gì mấy vị nó giận được đâu, thì muốn chắc từ bi không có kẻ thù nghe, kiểu không có kẻ thù.
y nguyện nói nằm mơ thấy chú mừng muốn chết. Thật sự trong cái vô viên đó, mà có nạn gì đó cứ kêu Thiên Tính Kiệt thì cái chân linh người Việt sẽ bay tới sẽ giúp cái gì đó là thật, có nhiều người được cái đó mà Kiệt kiểm chứng bà trên, mà trên nói thiệt chị không phải là một chị đâu, chị nói chị có nhiều lắm thì cái gì cứ thử đi. Kiệt làm từ bi mà, ai cầu cứu thì giúp. Thì có một fan bán chợ gì ở trên kia nhà hàng gì đó ế ế cái ra cái chỗ có một hộ địa thờ thổ địa anh trước, cứ nói ngày tôi là đệ tử, tôi mang họ Thiên, tôi quen với anh Thiên Tuấn Kiệt ở trên mạng, sư phụ tôi. Trời ơi, tối ngủ nằm mơ thấy ông thổ địa, ông thổ địa làm cho đắc lên liền, nghĩa là cỡ nào cũng mấy vị sẽ gia hộ những người thành tâm. Nhưng mà bề ngoài người thế gian Kiệt không có uy tín, Kiệt không có quyền lực, cũng chẳng có kênh này một mình với một cái điện thoại, cũng không có ban bệ, cũng không có ai sau lưng hết. Nhưng mà Kiệt có tất cả các chi vị trên trời, và đồng thời bên cổ vô vi thì có rất là nhiều người gia hộ Kiệt, trong đó có tất cả những vị thổ thần thổ địa ở ngay nơi nhà của gì ở nữa đó. Nhưng mà phải thành tâm khấn với ngài. Nói cái này hơi cao siêu mà thiệt á. Giờ trên núi Cấm lên đồng nhập cốt như cái chợ, không ai quản luôn anh ơi, Thanh Yêu Bình nói. Tại vì những người mà có linh căn có điển thì dĩ nhiên là họ là có thần thông. Thì những người đó biết Phật Di Lặc sắp xuất hiện, Kiệt sắp về núi Cấm, đúng không? Thì cho nên họ gom về đó để họ chờ, họ chờ Đức Thầy xuất hiện. Nhập đồng là có thiệt nha quý vị. Thôi Ni Nguyễn nói chú làm ơn ghi âm cho đại chúng làm gì, làm âm báo à? Âm báo Nam Mô A Di Đà Phật. Âm báo là gì con? Để nhắc nhở mọi người được không chú? Ghi âm tất cả các clip này ở ngoài kia, tất cả các ai mà muốn có công đức được các chư vị khen thì cứ lấy clip của Kiệt, mà khúc nào Kiệt nói hay, hôm nay Kiệt nói livestream thì Tràng Giang Đại Hải nó nhiều quá người ta đâu có nghe kịp, nhưng mà Kiệt cũng đâu có rảnh đâu mà ngồi chọn lại khúc nào hay khúc đó. Ở ngoài kia ai lấy clip Kiệt lựa cái nào hay em để cho ta dễ nhớ thì cứ cứ việc làm cái kênh, rồi cứ việc lấy clip của Kiệt để mà có công đức đó là tốt, đâu có gì đâu, Kiệt đâu có cản cái đó đâu. Nên làm vừa được tiền của YouTube nữa.